Chào các bạn đến với khu vườn của nhà em. Hôm nay thì cùng mình thu hoạch hoa hồng để làm hoa hồng, cánh hoa hồng khô nhá. Hôm nay mình đây là dòng vân khô cổ của Việt Nam. Nó có màu hồng nhạt, hồng phấn, khá là xinh, hương thơm. Đặc điểm của bạn này thì đó là sao ạ? Mình thấy nó cũng khá là bị hay bị bệnh phần trắng á. Và bây giờ mình sẽ cắt để thu hoạch bạn nhé. Mình sẽ cắt thêm mấy bông dương bít này nhé. Mấy bữa nay nắng quá nên hoa nó cũng không có nhiều nữa. Hôm nay thì cũng không có nhiều bông hoa hồng nữa lắm. Mình lấp tất cả cánh bộ rồi. Mình sẽ lấp cánh hoa hồng ra, sau đó rửa lại với nước. Thì chúng mình sẽ có những cánh hoa hồng để làm. Sau khi phơi khô thì mình có thể trữ lại rồi dùng làm trà hoặc là nghiền nhỏ nó ra để mà đắp mặt cũng ok. Nếu mà cứ xem phần cánh phía dưới này nó vẫn tươi và xinh đẹp thì chúng mình sẽ lấy hết, còn không thì bạn cứ lọc bỏ bớt đi. Hiện tại bây giờ có cái công nghệ sấy lạnh ấy, là công nghệ tuyệt nhất, vừa giữ được hương cũng như là sắc của hoa hồng. Còn không thì tí nữa mình sẽ bày cho các bạn một cách và vẫn giữ lại khá là hương thơm của hoa cũng như là màu màu sắc của cánh. Như bạn đây nhìn thấy đấy, nhà mình cũng khá là nhiều loại hoa nên nếu mà bạn làm cùng một màu á thì lúc thành phẩm thu được nó sẽ sinh động hơn, còn không thì nó sẽ có hơi nhiều nhiều màu giống mình. Cái cánh hoa bên trong của bông nào chưa nở hẳn thì bạn tách riêng từng rời từng cánh hoa thì rất là nhanh khô. Vì nhanh khô nó sẽ không bị màu, gọi là sao, màu nó không bị lẫn. Sau khi bứt cánh và rửa sạch đi thì mình sẽ cho một cái lớp giấy trắng lên. Thì cái hoa hồng nó sẽ bị bạc hết màu á, thì trong nó không được xịn sò lắm. Nên mình đã nghĩ ra một cách là làm sao nó chỉ sử dụng nhiệt của nắng mặt trời chứ nó không bị mất màu á. Nên mình đã nghĩ ra cái này, mình sẽ phủ một lớp giấy kia để trắng lên bên trên của cánh hoa, sẽ không bị mất màu mà cánh hoa vẫn khô và giữ lại được sắc cũng như là hương của cánh hoa. Rồi bạn có một cái giấy trắng đây. Đây là một cái giá để như này. Với cái nắng của mùa hạ thì chỉ cần
một ngày thôi là cánh hoa của mình đã khô rồi. Đây là một lọ hôm qua mình có phơi xong, mình cứ cho bạn xem ha. Đó, cánh hoa rất là khô. Để bảo quản thì bạn có thể bỏ trong ngăn mát của tủ lạnh, rồi có thể phơi khô giòn hơn thì mình xay ra đắp mặt nạ hoặc cứ thế này trộn với sữa chua rồi đắp cũng được, ok nha. Ta-da, đó, nhìn xinh và xịn xò chưa? Ok, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau ha.